Lô bò mến chơi, anh chị gần xa mà có nhu cầu mình xài bò số lượng lớn hay là chăn nuôi nhỏ lẻ thì cứ nhấc máy alo trực tiếp bên em nha. Em đang chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận anh chị. Bữa nay em về bê cạo bê thui rất là đông ha. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt á cứ nhấc máy alo trực tiếp cho bên em anh chơi. Đây, cũng khá là đông ha anh chị. Đây một xe này em giao về Bến Tre anh chị. Bến Tre, Tiền Giang ha. Đây một xe này em đang giao về Đồng Tháp, An Giang anh chị. Các tỉnh lân cận của em ha, anh chị nào gần xa có cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em anh chị. Tục mẹ con mã số 6 anh chị, mẹ 3B anh chị, con được 3B luôn anh chơi. Con mẹ này đo giữa lưng anh chị nó tầm yếu một tí nữa là mét 2 bò anh chị, mà dính vào cái đực là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Mẹ này phối được tầm khoảng 2 tháng mấy rồi anh chị. Anh chị nào gần xa mà có xem clip á, coi nhắm mắt được cái bộ mẹ con mã số 6 này giúp em ha. Nó bị chối ánh nắng anh chị chứ không phải nó gì anh chị. Cái ánh nắng của cái nắng nó dội vô con bò đó. Anh chị có nhu cầu bắt á cứ nhắc máy giùm em chị. Mẹ 3B trẻ con được 3B 6 anh chị, mẹ mã số 6 á. Mẹ con này hiện tại mà cái giá mà tại chuồng của bên em anh chị là 22 triệu anh chị, 22 triệu cho mẹ con cái đực anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xin cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em anh chị ơi. Bò này có phối rồi ha, cái con bò nào có phối rồi là em báo anh chị để mình tiện về mình theo dõi đó anh chị, để coi nó có đậu hay không anh chị đó. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mã số 6 ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho mình em, để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha anh chị. Như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều xe ghép hết anh chị ơi. Bò đẻ tầm 1 hoặc 2 lứa bắt đầu về anh chị. Sừng rất là ngắn anh chị, rất là đẹp bò. Anh chị nào quan tâm á cứ nhắc máy alo trực tiếp cho mình em. Đây, rất là sạch anh chị. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con nghe được anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Đây con mẹ còn khá là mập mò anh chị. Mẹ còn lúc nào cũng được 80 kg anh chị, mà dính con cực kỳ mắc sữa luôn. Con là luồng tháng nó tầm 4 tháng bò anh chị. Mới được cái con ngé bự vậy anh chị. Ngé chắc được tầm khoảng một bộ là có mét bò đó anh chị. Con mẹ còn khá là dày bò. Con mẹ này mẹ là 3B, 3B xám, đẻ con được 3B xám luôn anh chị chứ không phải là bò kem ha. Để em báo cho anh chị mình thích hợp thì mình mua ha anh chị. Con này rất là đẹp. Đó, cái đầu con mẹ này mồm rất là to anh chị, rất là sạch bò. Anh chị nào quan tâm á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mẹ con nghe được ha. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp bên em anh chị. Mã số 6 anh chị. Anh chị nhớ mã số giùm em nha. Có nhiều anh chị em quay clip có khi không nhớ nổi chiều cao kích thước anh chị, em nói trên video á. Anh chị mà theo dõi giùm em thì cứ điện hỏi con bò mã đó cái mình nhắm mắt được bình điện. Còn anh chị hỏi em chiều cao đó nhiêu là em không nhớ nổi anh chị. Tại vì em vừa quay clip với vừa em phần bán lẻ nữa cho nên em không nhớ được cái những cái chi tiết và nhỏ nhặt anh chị. Anh chị mà xem kênh á, anh chị theo dõi giùm em cái bộ nào mình thích đó anh chị. Cái mình nhắc máy alo trực tiếp giùm anh em là bắt được anh chị. Đó, là chi tiết em báo hết trơn anh chị. Như con bò mẹ này nè, chiều cao mà đo giữa lưng anh chị là tầm 1m2 bò. Nhưng mà em cho nhúc nhích quá yếu 1m2. Trên 1m1 bò là tầm 1m8 để 9 hoặc 7. Cho anh chị mình dễ mua ha. Giá tại chuồng của em là 22 triệu cho mã số 6 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em. Em tiếp tục mã số 1 anh chị. Em show cho anh chị là mẹ con mã số 1 anh chị. Đây mẹ con mã số 1 ha. Bò này nghe đực anh chị. Bò này nói chung là bò cỏ bò cống anh chị. Lâu lâu bắt được một bộ nó gá rất là mềm anh chị. Mà con bò này nói chung là chiều cao em không đo độ tầm khoảng 1m lẻ đi anh chị. Trên đây con này 1m lẻ anh chị ơi, dính con nghe đực ha. Mà con nghe đực này có một cái nó nở rất là độc anh chị, để em báo cái giá cho anh chị mà mua được thì mua ha. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng em là 8,5 triệu anh chị. Nghe đực 8,5 triệu. Mà con bò này nó không đáy con cu đó anh chị ơi, mà nó đáy ngay cái là nó làm ngay cái lỗ ngay lỗ đó anh chị, mà nó đáy chịch bên anh chị. Anh chị thấy nước nhẹp trên niên không đó, nó đáy có cái lỗ hông một bên này anh chị, ngay cái đuôi nè. Nó cái lỗ đuôi nó xíu nó nữa đó anh chị, chứ không phải ngay cái lút đó ha. Đó, mẹ con này là 8,5 triệu, con nó có cái lỗi đó ha. Nhưng mà ăn uống bình thường anh chị. Anh chị thấy ăn uống bình thường ha. Trước khi đi là em quay uống bình thường anh chị ha. Mẹ con giá tại chuồng em là 8,5 triệu. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1 á cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha anh chị. Đây, rất là sạch bò anh chị. Nói chung là đồng tiền nào của nấy anh chị. Có nhiều anh chị bán mò cốc bò xẻ thì nói chung là lâu lâu mới được con mò cốc bò xẻ gì thì khó kiếm lắm anh chơi. Đó, 8,5 triệu anh chị. 8,5 triệu cho mẹ con mã số 1. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Em báo cái lỗi mò con cho anh chị rồi đó anh chị. Anh chị nào mà thích nuôi á thì cứ quan tâm giùm em anh chị. Con rất là chanh anh chị. Đây anh chị thấy không? Ăn uống là bình thường anh chị. Đó, anh thấy con ăn không anh chị?
Đó, để em quay cho anh chị xem ha. Đó, con này ăn rất là mạnh luôn ha anh chị. Đó, ăn rất là mạnh luôn. Đó, mẹ con này giá tại chuồng của em là 850 anh chị. 850 cho mẹ con nghe được ha. Đó, có trứng giái đàng hoàng nha anh chị. Đây, mà nó đái ngay cái lỗ đó anh chị ơi. Ngay cái lỗ tai của em á, em cũng bó tay luôn. Này là độc lạ luôn á anh chị. Anh chị nào có nuôi mà kẹt cái bình thịt con hết anh chị. Đó, ăn uống là rất là mạnh khỏe ha. Giá tại chuồng của em là 850 cho mã số 1. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Đây anh chị thấy ăn uống bình thường anh chị, nó gặm cỏ luôn anh chị. Đó, rất là mạnh ha. Đó, mà nó đái cái độc anh chị ơi, nó đái cái lỗ dưới. Em bó tay luôn anh chị ơi. Anh chị thấy nước nhẹp của nó cái lỗ đó chưa anh chị? Đó, đó nó xì xì ra đó chưa? Nó không phải mấy cái lỗ đít mà ấy cái chỗ dưới. Bò này là nó một con chim, một con cu, một hai trứng giấy. Bó tay luôn. Bò này hàng độc anh chị, của Trà Vinh anh chị, hàng hiếm á. Đó, 850 cho mẹ con nha. Anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ alo mình anh chị. 850. Anh chị thấy nó ăn mạnh khỏe luôn anh chị. Đây. Đó, này nó ăn hồng hồng luôn không? Ăn rất là mạnh ha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em ha. Mã số 1. Tiếp tục mẹ con anh chị. Mà anh chị kêu bằng con mẹ Pháp hay mẹ Bô cũng được anh chị. Có gúng anh chị. Bò này vừa mới đẻ tầm bán 2 lứa anh chị. Mẹ con mã số 3 đi anh chị. Mẹ con mã số 3 mẹ Pháp F1 ha anh chị. Anh chị kêu mẹ con mẹ xin được tùy theo mỗi vùng miền kêu anh chị. Khu vực kêu ha. Dính ngay được 3B. Mẹ con này hiện tại giá tại chuồng của em là 20.800.000 cho mẹ con mã số 3 ha. Anh chị nào gần xa có cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em chơi. Mẹ con mã số 3, giá tại chuồng của em là 28 anh chị. Con mẹ này đo giữa lưng là chiều cao là trên 1m2 bò anh chị. Từ 1m2 trở lên. Anh chị nào quan tâm cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em anh chị. Giá tại chuồng của em là 28. Đây, rất là sạch bò anh chị ơi. Đây anh chị xem con là anh chị. Rất là sạch ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em. Em đang chuyến xe về các tỉnh anh chị: Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu anh chị. Các tỉnh lên cận em đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em anh chị. Đây, anh chị xem trái sữa rất là to ha anh chị. Đó. Trái sữa 4 vú đều rất là đẹp ha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em. Giá tại chuồng của em là 20.800 anh chị. Bò rẻ tầm khoảng 1 lứa hoặc 2 lứa quay đầu về chứ không hơn anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm anh chị. Vàng xương là móng sò đứng thẳng cẳng anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm bên em. Giá tại chuồng em là 20.800.000 anh chị. 20.800 cho mẹ con mã số 3 anh chị. Anh chị mà vô tình lướt qua xem được cái kênh bên Trại Bò Thành Trung á, anh chị cho em xin nút like đừng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Con là lùng tháng đó, tầm khoảng 4 tháng bò đó anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Anh bò này anh chị xé thoải mái anh chị. Anh chị nào xé ra con mẹ là 11 triệu anh chị. 11 triệu. Đó, con mẹ này rất là to ha anh chị. Đó, anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm bên em ha. 11 triệu. Mẹ con mắc hết thì 28 ha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em. Đây, anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ bên em ha anh chị. Bò này sẽ mặt sẽ lưng là chính luôn anh chị. Rất là bún bò. Tục mã số 4 anh chị. Con mẹ là Pháp Chuỗi anh chị. Đây là kêu mẹ xây xám anh chị. Dính con mẹ cái là nói chung là cực kỳ mắc sữa anh chị ơi. Con mẹ này chiều cao tầm khoảng từ 1m2 trở lên anh chị. Yếu 1m3 anh tí anh chị. Vàng sữa rất là tốt để một lứa một anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm em. Dính mẹ con mẹ cái anh chị. Cái lần thử là chà bá lửa luôn anh chị ơi. Nó đang lên giống luôn anh chị. Nó bật cặc quá trời anh chị. Anh chị thấy nó bật cặc không? Cái vàng sữa tốt cực kỳ luôn ha. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 19.500 anh chị. 19.500. 19.500 cho mẹ con nghe cái ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt nuôi để nái thì quan tâm mã số 4 giúp em ha. Giá tại chuồng của em là 19.500 anh chị. Nó đang lên giống anh chị. Con còn là anh chị bóng như là tha mỡ anh chị. Mới có 2 tháng bò nó bóng rồi anh chị. Trái sữa lên thấy chà bá lửa luôn anh chị ơi. Nó dính hai bên mép tè le hả trơn anh chị. Đó. Giá tại chuồng em là 19.500. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Em đang chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Đây rất là bự bò anh chị. Cái dàn sữa hết hồn nó căng không anh chị. Thà lè luôn. Đó, chỉ có 19.500. 19.500 cho mẹ con nghe cái anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ nhắc máy alo giùm chị. Bò này tại nó nhúc nhích là gần chứ nó gần yếu 1m3 tí anh chị, trên 1m2 yếu 1m3 tí anh chị. Bò này nó khung tàn rất là đẹp anh chị. Con mẹ này còn hiện tại thịt nó còn khoảng 85 kg anh chị. 85 kg thịt anh chị.
anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giúp em nha. Giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi cho mẹ con mã số 4 anh chị. Quá trời to luôn, rất là đẹp anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em anh chị. Mã số 9, mã số 4 chứ. Giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi nha. Mẹ này pháp chuỗi anh chị, xám đẹp lắm. Kính con cái tơ cũng rất là đẹp anh chị. Anh chị nào có nhu cầu nghe con rất là đẹp ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em. Mã số 5 anh chị, con này là con siêu sừng cũng được mà con pháp cũng được anh chị. Nó đẻ con là như cái thúng vậy anh chị ơi. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu mình nuôi để nái thì quan tâm mã số 5 giúp em anh chị. Con nó là luồng tháng nó tầm khoảng 4 tháng anh chị, bò này nó mới lên giống luôn anh chị. Nó nuôi con nó kỹ quá. Còn 4 tháng là con nó hiện tại giờ mình phân ra anh chị là nó tầm khoảng trừ 9 triệu nữa anh chị. Nó bự anh chị. Đây, mẹ con mã số 5 này hiện tại mà cái giá mà tại chuồng của bên em anh chị là 21 triệu rưỡi anh chị. 21 triệu rưỡi anh chị có xiềng xé thoải mái ha. Nè, để em phân giá cho anh chị dễ mua ha. Con mẹ không là 12 triệu, con là 9 triệu rưỡi ha. Anh chị thích con nào thì cứ bắt con nấy giùm em ha. Anh chị bắt hết một cặp là 21 triệu rưỡi anh chị. Anh chị thấy nuôi con mà lớn mà, cho anh chị xem trái sữa đó anh chị. Cực kỳ tốt luôn, bò đẻ 3 lứa rồi anh chị. Con mẹ đẻ 3 lứa ha. Anh chị thấy không? Rất là đẹp, bóng như là tha mỡ anh chơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em. Giá tại chuồng của em là 21 triệu rưỡi anh chị cho mã số 5. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm bên em ha. 21 triệu rưỡi. Đó. Con mẹ thì nói chung là nó không có cao anh chị, nó liền bò anh chị, nó là như hình thùng đó anh chị, nó có rúng yếm rất là đẹp anh chị ơi. Giá tại chuồng em là 21 triệu rưỡi cho mã số số 5 anh chị. Em đang chuyến xe về các tỉnh á, anh chị gần xa mà có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung anh chị, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Anh chị mà có mua bò của em á thì anh chị thiện chí nhắn, đừng có nhắn tin trên YouTube giùm em anh chị. Em không có thời gian mà để trả lời tin nhắn anh chị, có khi mà không trả lời cái anh chị nói này nữa kia ha. Anh chị cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Ví dụ mà anh chị hết tiền thì cứ nhá máy giùm em để chút xíu em điện lại cho anh chị ha. Đó. Giá tại chuồng em là 21 triệu rưỡi cho mẹ con số 5. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á cứ nhắc máy alo luôn em anh chị. Anh chị muốn mua hay thắc mắc chuyện gì thì cứ nhắn tin giùm em, cứ điện thoại giùm em ha. Rồi mình trao đổi anh chị, cứ nhắn tin lên làm gì, có khi em không có thể nào trả lời thời gian kịp cho anh chị cái anh chị thắc mắc này kia ha. Đây, cái dàn mặt rất là tốt anh chị. Còn con thì nói chung là hết thuốc luôn anh chị. Nó bóng như là tha mỡ anh chị. Cực kỳ bóng luôn. Đầu cổ mặt mày rất là đẹp anh chị. Móng sò đó. Giá tại chuồng em là 21 triệu rưỡi cho mẹ con mã số 5. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Đây, rất là đẹp bò anh chị. Mã số 5 anh chị. Nghe cái anh chị, phải nghe đực nha anh chị. Nghe cái á. Mã số 2 anh chị, một xô một con đực kem anh chị. Một con ba bê ba bê xám anh chị. Con đực kem này chiều cao là tầm khoảng 90 trở lên ha. Con ba bê thì em độ nó yếu 90 tí đi anh chị ơi. Bê xám độ thì yếu 90 tí đi anh chị. Tại vì em thả lan em có đo đó anh chị. Cho nên em hạ một tí ha. Đây, cặp bò này hiện tại mà cái giá mà tại chuồng của bên em là 17 triệu 7 anh chị. 17 triệu 700. 17 triệu 700 cho mã số 2 anh chị. Anh chị nhớ mã số 2 giúp em ha. Ăn uống là bao anh chị ha. Bò này cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em. 17 triệu 700 ngàn cho mã số 2 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em để em sẽ đi các tỉnh cho anh chị anh chị. Như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung á, anh chị xem xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Con được rất là pin anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu 7 anh chị. 17 triệu 700 cho mã số 2 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm bên em. Đây, rất là sạch bò, rất là bóng anh chị. Ăn uống rất ok luôn. Đây, anh chị thấy không? Hai con là nói chung là cũng rất là sạch anh chị. Bò mình đồng tiền ít á, mình quan tâm những cái mã bò gì mình về mình nuôi mình kiếm thêm thu nhập anh chị. Đó, anh chị xem con đực này nó rất là pin anh chị. Nó pin như là con heo vậy. Đó. Mới về nó còn hơi lăng xăng anh chị. Con kia thì nói chung là cứng bò rồi anh chị. Đó. Đó. Giá tại chuồng của em là 17 triệu 700 anh chị cho mã số 2 ha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp của anh em. Em đứng rất là xa để cho anh chị mình nhìn hình dung hết được cái con bò anh chị. Bò là xương sắc đứng thẳng cẳng rất là dày đòn, rất là đẹp anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp giùm em chị. Anh chị mà có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung á, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị. Hai con
hai con giá tại chuồng của em là 12 con, giá tại chuồng em là 17.700.000 anh chị, cho mã số 2 anh chị. Cái này là ánh nắng nó chỉ bị chiếu anh chị,